Đây là sọt và sọt rebound. Trời ơi, quá đã. Than 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 than. Đó, đang ủ ì lắm nha. Hàng sọt Gen rebound này là 150 một cặp. Hàng có rebound 500, giảm còn 350. Trong miếng này vô cho ăn coi. Đi cho ăn cho đã. Đó, trong miếng rồi. Xíu rồi, nửa ống nãy. Đó. Will ăn chưa? Đợi cho quay này xíu, nó đang đảo quá. Trời ơi, má mấy con, mấy con bị bông mấy bữa nay mập ghê mày. Cám rồi ba. Cám gì ba, sáng đưa cho ăn trùng quá ba. Má sọt luôn kìa. Trời ơi, 350 có đi bông luôn. Má bài này thì giờ đỏ tươi luôn. Để ở quán này đi, giảm giá này luôn ơi. Bốn xị giảm giá. Rồi, full red xị. Bốn xị. Còn 5-6 cặp cuối, bốn xị một cặp. Rồi, quán này luôn. Luzat Renzi. Má ăn dữ rồi, ba này không được ăn nhiều đâu. Máy bự quá, ăn nhiều đẻ. 150 một chiêu, một trống hai máy luôn, máy bầu bự luôn. Con Red Swallow này 4 xị nha. Xanh Xanh Indo Ribbon. Cái bàn ăn được rồi. Xanh Indo Ribbon 250 một cặp. Đây cặp 400. Ăn ốc trên bển. Nhớ giá nha bà. Nhiêu? 250 gì? Cặp 250, 2 cặp 400 Ribbon. 2 cặp Xanh Indo Ribbon 400. Đồng tiếng mỗi lại sẽ quên 1 tiếng 1. Vô dứt, dứt thêm cặp đi. Dứt thêm cặp đi. Trong sọng. Cái còn là bỏ. Một cặp cá vậy tối không ngủ được. Gì? Chị ơi. Có 200. Có một cặp không. Này, đồng tiếp rip bông. Sáng mai mở ra không còn. Trời ơi, Will coi sọ 500 giảm còn 300. Trời ơi, super sọt luôn. Trời ơi, bên đây tiếp. Sọt tiếp. Sọt này 150. 3. Để xíu thôi. Cái này con trống dư nhiều quá rồi, tôi giảm giá 100 luôn. Đúng rồi, rebound. Sao chú? Rát rebound này chống gì ạ? Chống luôn ta giang. Chống luôn ta giang. Thì 60 con. 60 con thì vậy. Trời ơi, giá 120 rồi, giá đã giảm rồi. À, cái này còn nhiêu ta? Còn 3 cặp nè. 250 cặp đúng không? Bước hết 3 cặp 600. 600 ba cặp này luôn. Ai chốt lẹ thì gọi điện rồi chuyển tiền, chuyển tiền trước. Rồi đồng đổi 1. Hàng này 250 một cặp, 2 cặp 400 luôn. Còn này còn khoảng chục cặp. 250 một cặp, 2 cặp 400. Đó. Còn những cặp như anh em đang xem trong video. Video ngày mới nhất ngày hôm nay là ngày mấy nè? Thứ 2 3 tháng 11.
4 chưa? 4 à? 4. Ok, 14 con trống. Cái này là gì vậy? Dạ, có rau thì... Rồi, mấy này luôn. Còn xong rau thì 1.2. Sao không rau mắc hơn? Ghê vậy? Lutobat Ribbon hàng F1 bản đuôi to. Cái này đó, cái này thì còn 5 triệu. Năm cặp cuối phải không ta? 5 cặp hay 6 cặp này? Nói chung là còn nhiêu đây nè, 500 một cặp đúng không? 2 cặp 600, còn nhiêu đây là hết. Trời ơi, giờ tới ngày thường giảm giá còn mạnh hơn ngày cuối tuần nữa. Bởi vậy anh em là khách thì cứ qua shop nghía thôi chứ đừng đợi cuối tuần. Trời ơi, cái này bay màu một cặp rồi. Rồi ôi, sọt cánh bướm Zenea. Đây là Will sọt, Will Super sọt đi bông với Will sọt. Đó, này một cặp Super sọt bên hồ này là 800k, hàng có ri bông là 500k. Đó rồi, cái con sọt đẹp đẹp rồi. Đó, sao không đẻ hả ta? Cái gì? Sao muốn đẻ hả? Sao nó đẻ gì cũng mới bốn nữa. Quá tròn lắm mà. Nè mấy con sọt này quá tròn lắm mà. Bay bay súp bay sọt mà ri bông là 500k thôi nha. Còn hàng nãy mình quay hàng bên kia là 300k. Cái gì tua lại coi. Rồng đỏ sọt. Còn mấy con à? Đây khuyến mãi rồi, khuyến mãi banh hồ luôn. Trời ơi, con này còn 5-6. Không biết nữa. 8 con. Đó, hàng này mình đang giảm còn 200k cặp rồng đỏ sọt. Bắt hết 8 con hả? 8 con như là 6 thị. Gì dữ ba. Bắt hết 8 con 600. Rồi, ai chốt cái nào thì chuyển khoản lẹ. Cái này mình không có giữ hàng nha. Này hàng bán là bán gì đam mê, bán lấy hồ thôi. Để lên bài khác chứ không có gì hết á. Hàng này đó mình đã giảm còn 200k một cặp rồi. Giờ bắt 4 cặp là chỉ có 600 thôi. Gì? Rồi, còn bên đây đồng đỏ tiễn VIP siêu phẩm vô loa đó. Thấy cho vay kìa, hoa văn kìa, tia kìa, thêm con nè, đó. Rồi rồi. Rồi ra khỏi chuồng nè, rồi rồi. Cái gì? Ăn ăn sao? Trời ơi, máy kìa, rồi rồi, máy chống quay kìa, rồi rồi. Một cặp 400k nha mọi người. Trời ơi, quay kìa. Ác rồi chứ. Thả ra. Trời ơi, quá giật súng chuồng. Xong mới thả ra không biết con nào luôn. Ừ, quá giật không. Thả ra nhìn con nào mới trang hết vô luôn. Ủa, ăn điên cuồng. Quay dữ không? Rồi, hàng này đang vui khuyến mãi nhẹ nhàng luôn. Một cặp là 400k, hai cặp 600. Hàng này là hàng tuyển, cực tuyển rồi. Có hàng size nhỏ hơn cũng cùng chung bố mẹ luôn là 150. Mà tất nhiên không bằng này đâu. Tiền nào của đó thôi anh em à. Đừng so sánh rồng bằng bên tay bán 150, rằng bên kia bán ri bông 150, rồng mà bán 400k. 400k thôi, có cái giá 400k. Rồi, vậy nha. Ok.
còn ốc Narita rồi tép đồ bên các bên shop vẫn còn. Đây gì ạ? Ôi có sổ mắt đỏ. Hàng mới về. Trời ơi sổ mắt đỏ. Avino sọ. Và quay rồi không mới bắt mét rồi à. Hết cái này là hàng đang bán là 800k một cặp. Anh em nào mà có nhã hứng lấy hết bài này mình để gọn lẹ 1 triệu 5 con luôn. Rồi. Đó. Khấu hết là 1 triệu nha. 5 con luôn. Tại sắp lên một đợt cá mới rất là khủng khiếp. Mình đang cần hồ rất là nhiều. Rồi đáng đá luôn đi. Co sọt Rena rồi, co rip bông Rena 400k một cặp. Nói chung là sống ở đây khổ lắm em à. Báo giá thì nó kêu mình là bán gì đâu, giá trên trời. Còn không báo nó kêu mình là không để bán, đăng clip mà không báo giá. Trời ơi coi này nè, 100k 3 cặp nè, coi Rena nè. Đó Zene này 100k 3 cặp nha. Chung mấy người mà chưa biết chơi cá khổ lắm. Nói mãi. Rồi còn các anh em nào mà cần cái hàng phụ kiện thì có thể lên Shopee đặt mua giúp mình. Đó, đường link Shopee thì mình để ở phía dưới phần mô tả video. Ở đây trên Shopee mình có cái S10. Đó, mới mua. Chuẩn bị đăng lên Shopee. Anh em nào có nhã hứng thì hãy ủng hộ mình. Lấy đèn đi. Đèn đâu lấy? Đèn. Lấy cái đèn nhỏ này đâu? Có đèn bố quay rồi. Đèn này 120, 140 xài cho một vàng hồ luôn, thấy không? Như mình đang xài nè. Đó, nguyên một vàng hồ luôn, một cây đèn cho nguyên vàng hồ, 4 dãy luôn, sáng banh nhà luôn. Bỏ xuống. Đó. Đất mẹ ba mặt lát rồi không xây được. Trời chỉnh chế độ rồi, chỉnh chế độ ánh sáng xanh. Đó, đèn ngủ. Mở lên, đó. Đây là đèn led thế hệ mới, loại tiết kiệm điện. À, một cây như vậy xài cho một vàng đèn mình đang xài luôn, 140 sen lận. Xài được tới 140 sen luôn là 1m4. Đó, một cây xài được cho một vàng 1m4 luôn. Và giá hiện tại mình đang để là 400k một cây. 400k một cây. Xài cái led hợp này thì nó sẽ bền hơn rất nhiều so với led dây ở trên đó. Mình đang từ từ bỏ mấy cái trên bớt đi. Nói chung là theo thời gian thì nó sẽ không còn giữ được cái cường độ sáng như ban đầu. Và đặc biệt trên Shopee hiện tại thì mình đang có chương trình reship chỉ từ 50k. Và mỗi đơn hàng từ 100k trở lên. Mỗi đơn hàng từ 100k trở lên thì mình sẽ tặng cho anh em combo muối khoáng, đưa bình muối khoáng rồi. Sẽ được. Đây là tri ân tới bao nhiêu ạ? À? Một cái điện 100 phần quà. 100 phần quà dành cho anh em nào mà tham gia mua hàng trên Shopee. Trên Shopee nha. Đặt cứ đặt 100k, từ 100k trở lên là sẽ được tặng combo 4 viên muối khoáng. Và công dụng của 4 viên muối khoáng này như thế nào thì anh em sẽ lên trên phần Shopee vào phần sản phẩm xem giúp mình, hoặc lên fanpage. Anh em nào mà chưa biết á, lên fanpage, inbox vào fanpage giúp mình thì mình sẽ gửi đường link cho anh em xem công dụng của các loại muối khoáng này như thế nào. Nó sẽ giúp hỗ trợ chúng ta có một cái nguồn nước tốt hơn. Đó, chỉ cần trên 100k thôi là anh em sẽ được tặng một cái combo này hoàn toàn miễn phí và được ship trực tiếp kèm theo đơn hàng của anh em luôn. Nè, và mình nhắc lại anh em mua hàng trên Shopee mới được nha. Cái này là chương trình mình tạo ra cho vui vậy thôi. Và mỗi đơn hàng từ 300k trở lên anh em sẽ được tặng một cái mã giảm giá cho đơn hàng tiếp theo. Trị giá. Đơn hàng tiếp theo. Ờ, cứ mỗi đơn hàng trên 300k Shopee thì anh em sẽ được giảm trực tiếp 20k trên sản phẩm, trên cái đơn hàng đó luôn. Và anh em nhớ rằng
cái mã đó mình sẽ để đâu ạ? Để trên shop đúng không? Anh em vào trang chủ shop mua đơn hàng trên 300 sẽ được tặng cái mã đó. Nhập dùm cái mã tên gì ạ? Nói chung là lên vào trang shop là sẽ thấy cái mã giảm giá đầu tiên đó luôn. Và anh em xài mua đơn hàng trên 300, nhập mã vào tự động giảm 20k. Bán không lời luôn. Bán phụ kiện một món lời 2.000, đóng gói thêm 4.000 tiền băng keo. Rồi, hy vọng anh em xem clip xong thì có thể ủng hộ giúp mình nha. Mọi người đừng sắp yêu thích mình. Em ủng hộ mình nha. À, dạ. Rồi, anh đang tàn rồi thôi. Video này kết thúc, hy vọng anh em có thể tìm được loại cá ưng ý của mình trong video này. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Delta Double Tail có luôn anh em ơi. Sự trở lại của dòng hai đuôi. Trời ơi, nó nằm kia kìa. À. Đây. Ông hoàng của dòng Beta, một trong những loại đang đứt là làm mưa làm gió thị trường. Ten. Từ 3. Rồi, mã số cho anh em bình chọn. Mã số 403. Tiger. Mã số 508. Từ từ, mã số là mã số nhiều. Mã số 338. 335. 335 đang còn ngủ. 217. 217 đó đang rất là đen thui. 140. Rồi. Sang lấp lên. Trời ơi, Galaxy. Nói chung là cái bảng màu nó là bảng màu demo nha anh em. Có một số con thì nó ra trưng bày có cái này có kia vậy đó. Này coi đỏ nè, Galaxy. Trời ơi, coi đỏ Galaxy hai đuôi đỉnh cao luôn. Trời ơi, mã số không không có. Mình đặt cho nó là mã số 001 nha. Từ đây qua đây nè, 001 nè, đó. Anh em là chọn nào chọn lẻ nha, để mai hết đó. 002. Hết giấy rồi anh ơi. Bố còn, xin lỗi. 003. 004. 005. Rồi chuẩn demo luôn. Số que làm sao là người trời ơi. Đồ xí. Má con này đẹp nè, con đen mà mới đẹp nè. Con này là red coi red Galaxy nè. Trời ơi. Mã số là 001. Con này mới đẹp. Giờ mình chọn đây, anh em mình chọn đây. Con này đẹp nè. Không, ở bên kia con còn đẹp lắm. Bên đây con còn đó. Ồ. Có con mỏ chu á, nè con mỏ chu nè, con chu này nè. Mỏ chu nhỏ đó. Đó, trời ơi. Nhỏ là đẹp luôn á, màu đẹp. Ừ, màu lạ không? Có cái mặt kè có đốm nè. Mỏ chu. Mỏ chu với mã số 209. Thấy ghê không? Nè, Tiger nữa. Mỏ nó bả thì trời. Mỏ nó chen cái này nè. Vậy mà cái đầu nó như không, đầu nó cam nó là nguyên mình nó đen nhìn hay ghê á. Mới xong. Ôi, gắt chưa? Ngủ rồi ba. Rồi, demo nữa nè. 200k một con. Trời ơi, mỏ chu. Ôi, con này đã quá. Con này như cái con gì trong Pikachu vậy ba. Nhưng mà con này nó mỏ chu mà cái đầu nó một màu à, nhìn thấy không? Con này cũng mỏ chu vậy đó nè. Ủa con này chu với hôi lắm ba. Mà cái mắt đen hôi phải không? Lạ không? Sáng thấy nó khác biệt rồi, nhỏ nhất. Nhưng mà cái mắt nó... Đó. Nguyên mịn đen như cái đầu nó màu cam.
Vậy con mỏ chu này chính sĩ với ba. Ừ, đâu phải con mỏ chu dễ đâu anh em. Đâu phải ai sinh ra cũng muốn mình mỏ chu được. Trời ơi, dễ hơn không? Giờ sẽ tạo xu thế mỏ chu. Con này cũng chu mỏ mà ngủ rồi. Này mắt bầm hết. Đi đục. Gì? Đục. Bị người ta đục vô mắt á. Bầm rồi. Này giống con chú quá. Panda. Tiger Panda. Có hành xin. Nó chưa lột hoa. Ê con này chưa sao có vậy vậy? Sao dầm lắm. Trời ơi, này đẹp không? Điên rồi kìa. Trời ơi. Này coi mà. Ôi rồi con nhảy luôn. Candy. Trời ơi, con này sao điên dữ vậy? Trời ơi. Đánh thức nè. Quái vật thức nhất. Con này mập dữ à. Má mập là sung bơi không nổi luôn mà sung rồi. Ôi má này căng đét luôn ba. Đều ghê à. Má khùng rồi kìa. Sao giờ ngồi tiếp đi kìa. Má con nghe lẹ đi. Đang câu nhỏ. Lẹ quá vậy. Quá vậy đang ngủ yên nè. Quá vậy. Ôi trời ơi, đang chiến đấu. Chiến đấu. Cái này mình sẽ khuyến mãi đồng giá 200k một con nha. Mã số thì anh em coi lại video giúp mình. Coi con nào ưng thì chọn. Rồi, xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Hy vọng sẽ gặp lại anh em trong nhiều video nữa. Thanh.